sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ ý nghĩa thiền định định tâm trên một đối tượng duy nhất để dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới và vô sắc giới thiền tuệ trí tuệ thuyền tuệ thấy rõ biết rõ bản chất sinh diệt và tam tướng khổ vô thường vô ngã của danh pháp sắc pháp dẫn đến chứng ngộ bốn đạo bốn quả và niết bàn. Nhân gần Thiền định, thọ lạc của các bậc thiền mang lại. Thiền tuệ, định tâm, sát na định. Đối tượng Thiền định có 40 đề mục thiền định làm đối tượng. Thiền tuệ có danh pháp, tâm, sắc pháp, vật chất làm đối tượng. Pháp, thiền định, đối tượng thuộc về tục đế thiền tuệ đối tượng thiền tuệ thuộc về chân đế sinh diệt thiền định đối tượng không có sự sanh sự diệt thiền tuệ đối tượng có sự sinh sự diệt căn môn thiền định chỉ dùng đến hai môn nhãn môn hoặc thân môn là phụ ý môn là chính thiền tuệ dùng đến sáu căn nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Ý môn là chính. Trạng thái chung Thiền định Không có trạng thái riêng và trạng thái chung nào. Thiền tuệ Có trạng thái riêng của mỗi pháp và ba trạng thái chung. Vô thường, khổ và vô ngã của danh sách. Bản tánh Thiền định phân chia hành giả có sáu loại tánh tham tánh sân tánh si tánh suy diễn tánh tính tánh giác thiên tuệ phân chia hành giả có hai loại tánh tánh tham ái tánh tà kiến tâm định thiền định có hai loại tâm cận định tâm an định các bậc thiền thiên tuệ chỉ có một tâm định là sát na định diệt phiền não. Thiền định sắc giới thiền, vô sắc giới thiền có khả năng chế ngự được phiền não. Thiền tuệ, bốn thánh đạo, thánh quả tuệ có khả năng diệt đoạn tuyệt được phiền não. Mục đích thiền định, tâm trụ trong bậc thiền, hưởng an lạc trong bậc thiền, tái sanh trong cõi sắc hay vô sắc giới thiên tuệ chứng ngộ thánh đạo thánh quả và niết bàn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài tính chất quả báo thiền định các bậc thiền định sắc giới có thể hư mất thiên tuệ bốn thánh quả tâm vĩnh viễn không bao giờ bị hư mất pháp hành thiền định có trong và ngoài Phật giáo. Thiên tuệ chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Con đường Thiên định là con đường dẫn đến cảnh giới cao nhất của tưởng, sanh nhà. Thiên tuệ Thiên quán là con đường dẫn đến điểm cao nhất của tuệ, thành nhà. Pháp Đàm Pháp có hai nghĩa. Một pháp chánh pháp do đức phật giảng dạy là ngôi thứ hai trong tam bảo phật pháp tăng pháp là chân lý là quy luật là con đường để hành giả nương theo tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ hai pháp là những sự vật hiện tượng quy luật tự nhiên có hai loại pháp hữu phi là những sự vật hiện tượng do nhân duyên mà sinh ra và diệt đi đó là ngũ uẩn, 12 xứ, 6 căn và 6 trần, 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, vân vân. Tóm lại, pháp gồm có danh pháp và sắc pháp được tạo ra chi phối và điều khiển bởi bốn nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Tất cả đều là vô thường, khổ não và vô ngã. Pháp vô vi đó là niết bàn, trạng thái không do nhân duyên tạo, nên bất biến, bất sinh, bất diệt. Niết bàn có đặc tính vô ngã, nhưng không có vô thường và khổ não, vì không có cái tôi, không có ai đạt niết bàn. Niết bàn, Nibbana Niết bàn là mục đích tối thượng của hành giả tu hành theo Phật giáo. Niết bàn là trạng thái tận diệt mọi phiền não, đạt được niềm hạnh phúc tối thượng, an lạc vô điều kiện. Có hai loại niết bàn chính. Hữu dư niết bàn, trạng thái tận diệt một phần hay toàn bộ phiền não trong tâm, nhưng vẫn còn ngủ uẩn khi các vị thánh, Phật, A La Hán, Tu Đà Hoàng, vân vân còn tại thế. Vô dư niết bàn, tất cả phiền não và ngủ uẩn đều tiêu hoại hoàn toàn như khi chư Phật toàn giác Phật độc giác và A-la-hán nhập diệt. Parinipana là diệt tất cả. Danh và sắc Ngũ uẩn Ngoài danh, tâm và sắc, thân hay vật chất là hai thành phần cấu tạo nên chúng sinh hữu tình. Phật giáo không chấp nhận có một linh hồn vĩnh cửu hay một bản ngã trường tồn được tạo ra một cách bí ẩn từ một đấng tối cao siêu hình, huyền bí. Danh sắc hay ngũ uẩn gồm có năm nhóm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc, tru ba, là uẩn đầu tiên thuộc về thân hay vật chất. Bốn uẩn còn lại, thọ, tưởng, hành, thức, thuộc về tâm, được gọi chung là danh, nama. Danh nương vào sắc mà tồn tại, mỗi chúng sinh được cấu tạo bởi danh và sắc, chịu chi phối bởi bốn yếu tố là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Danh và sắc chính là đối tượng của thiền tuệ, có đặc tính là khổ não, vô thường và vô ngã, luôn sinh diệt liên tục tùy nhân duyên. Diệt đoạn tuyệt phiền não Một, sáu pháp chướng ngại Nivarana Tham, sân, si, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận, hoài nghi A. Thánh nhập lưu, diệt tận hoài nghi B. Thánh nhất lai, diệt tận được ba pháp loại thô dục giới là Tham dục, sân hận, còn sân giận, hối hận C thánh bất lai. Diệt tận được ba pháp loại phi tế dục giới là tham dục, sân giận, hối hận. D. Thánh A-la-hán Diệt tận được ba pháp là buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm và vô minh. 2. Tám pháp thế gian Lokadama Được lợi, mất lợi, được danh, Mất danh, lạc, khổ, khen, chê. A. Thánh nhập lưu, chưa diệt được pháp nào cả. B. Thánh nhất lai, diệt tận được bốn pháp loại thu, mất lợi, mất danh, khổ, chê. C. Thánh bất lai, diệt tận được bốn pháp loại vi tế, mất lợi, mất danh khổ chê d thánh a la hán việc tận được bốn pháp là được lợi được danh lạc khen ba mười phiền não kilesa tham sân si tà kiến ngã mạng hoài nghi buồn ngủ phóng tâm không biết hổ thẹn tội lỗi không biết ghê sợ tội lỗi A. Thánh nhập lưu Diệt tận tà kiến và hoài nghi B. Thánh nhất lai Diệt tận được sân thô, thù hận C. Thánh bất lai Diệt tận được sân phi tế, sân giận D. Thánh A-la-hán Diệt tận được bảy pháp là Tham, Si, Ngã mạn buồn ngủ, phóng tâm, vô tạm, 4. mười pháp ràng buộc sanyosana tham dục tham sắc tham vô sắc sân vô minh thân kiến giới cấm thủ ngã mạng hoài nghi phóng tâm a à, thánh nhập lưu diệt tận thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ chấp nghi lễ nguyên tắc B. Thánh nhất lai Diệt tận loại thu, tham dục và sân C. Thánh bất lai Diệt tận loại phi tế, tham dục và sân D. Thánh A-la-hán Diệt tận được năm pháp là tham sắc, tham vô sắc, vô minh, ngã mạn và phóng tâm 5. Mười bất thiện nghiệp Akuśala Kama, ba thân ác nghiệp, bốn khẩu ác nghiệp, ba ý ác nghiệp. A, thánh nhập lưu, diệt tận năm ác nghiệp, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và tà kiến. B, thánh nhất lai, diệt tận ba ác nghiệp loại thu, nói lời chia rẽ. Nói lời thô tục và thù hận C. Thánh Bất Lai Diệt tận ba ác nghiệp loại phi tế Nói lời chia rẽ Nói lời thô tục và thù hận D. Thánh A-La-Hán Diệt tận được hai ác nghiệp là Nói lời vô ích và tham lam 6. Mười bốn bất thiện tâm sở Akusala chetasika a. Thánh nhập lưu. Diệt tận hoài nghi tà kiến ganh tị, keo kiệt b. Thánh nhất lai. Diệt tận loại thô sân và hối hận c. Thánh bất lai. Diệt tận loại phi tế sân và hối hận d thánh a la hán diệt tận được tám pháp là tham lam ngã mạn si phóng tâm buồn ngủ buồn chán vô tạm, không biết hổ thẹn tội lỗi vô úy không biết ghê sợ tội lỗi những sai lầm khi hành thiền ngồi hướng về ngọn gió hay đối diện cửa sổ cửa ra vào nên khó thấy hơi thở và dễ bị trúng gió thay đổi tư thế thường xuyên, bắt chân, chỉnh lưng, mở mắt, vân vân nên khó định tâm. Không đếm số khi tâm còn suy nghĩ nhiều hay đếm số theo quán tính. Điều khiển hơi thở theo số đếm, làm căng thẳng, khó thở, đau đầu, tức ngực. Tìm kiếm hơi thở hay thở mạnh khi tâm an tịnh. Hơi thở và điểm xúc chạm mất hay vi tế, khiến mất định, hơi thở thô lại, dùng tư duy thắc mắc tò mò nhận xét đánh giá vân vân trong khi đang hành thiền khiến tâm vọng động lạm dụng việc tự nhắc nhở hay tự kỷ ám thị khi bị phóng tâm đau đớn hay hôn trầm vân vân đặt câu hỏi tại sao vân vân trong và sau khi hành thiền đáp án chung cho mọi câu hỏi là đây là sản phẩm của nghiệp và tưởng hãy bình tâm chấp nhận. Bỏ hơi thở, chạy theo các hiện tượng lạ như rung lắc, hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ, vân vân làm mất định tâm. Dính mắt hay ám ảnh các kinh nghiệm thiền trước đó. Phản ứng ham thích hay khó chịu trước hiện tượng lạ trên thân hay trong tâm khiến tham sân tăng trưởng. Tâm lười biếng, thân ù lì, thiếu tinh tấn, Mục đích tu tập không chân chính như tu thiền để có thần thông, biết kiếp trước, kiếp sau, vân vân. Mong cầu tu tốt như buổi thiền trước đó khi bắt đầu thời thiền hay mong trổ nghiệp, trả hết nghiệp, chữa hết bệnh, vân vân. Hãy cứ tu tập tinh tấn, mọi việc sẽ ổn. Mong chạy nước rút, đạt được kết quả trong thiền, thay vì chạy bền, thông thả từ từ tu. Tham vọng ảo tưởng, ham thích các hiện tượng siêu hình, thần thông, chứng thiện, chứng thánh. Hãy tu như người trồng cây, chỉ cần chăm sóc cây là đủ. Tại sao tu thiền không tiến bộ? Chưa nắm vững giáo lý căn bản như bát chánh đạo, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, luật nhân quả, cuộc đời đức Phật, vô thường, khổ não, vô ngã, vân vân chưa nắm vững kỹ thuật thiền định thiền tuệ thiếu tự tin không tin tưởng pháp tu và thầy hướng dẫn tâm bảo thủ không cởi mở sẵn lòng tiếp nhận cái mới không thiết lập và cân bằng ngũ căn ngũ lực tính tấn niệm định tuệ không biết xử lý các chướng ngại khi tu tập không kiên trì nhẫn nại mà nôn nóng dao động Tham vọng, ngã mãn, ảo tưởng về bản thân. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thời tiết, môi trường không phù hợp. Tám điều để tu thiền tiến bộ. Một, nắm vững giáo lý căn bản, phương pháp hành thiền. Hai, thái độ tu tập đúng đắn, nghiêm túc làm theo hướng dẫn, không kết hợp các pháp tu khác. Ba, giữ giới trong sạch chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng hạn chế tiếp xúc ngoại cảnh không cần thiết bốn khéo xử lý các chướng ngại hiện tượng lạ khi thiền năm chướng ngại chính tham sân hôn trầm hoài nghi phóng tâm trạo hối trung lắc cơn đau vân vân năm nỗ lực tinh tấn hợp lý, xem việc hành thiện như ăn cơm, uống nước. 6. Khéo cân bằng ngũ căn ngũ lực, chánh tính và trí tuệ, chánh tinh tấn và chánh định, chánh niệm vững mạnh. 7. Giữ sự bình tâm sáng suốt trước mọi chuyện, đừng vội vàng phản ứng nhanh khi gặp chuyện. Khi chán tu, biết cách lấy lại tinh thần hy vọng nhưng không tham vọng. 8. Biết rõ tiến trình tu tập của mình tới đâu, nên thường trình pháp, hỏi pháp khi cần. Tiêu chuẩn đánh giá tu hành tiến bộ Nắm vững giáo lý căn bản, kỹ thuật thiền và thuận thục trong việc xử lý các chướng ngại. Ngôi nhà tâm an toàn Chánh niệm sắc bén, định tâm vững vàng và tỉnh giác liên tục trên các đề mục thiền khi ngồi thiền, hơi thở, khi đi kinh hành, cảm giác bước chân và trong sinh hoạt hàng ngày, công việc đang làm, cảm giác trên thân khi đang làm, suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của tâm khi đang làm năm thiền chi tâm tứ hỷ lạc nhất tâm khởi sinh liên tục bền vững dần dần nên tâm ngày càng an tịnh phiền não tham sân si ít xuất hiện nếu chúng xuất hiện thì sớm được phát hiện và hóa giải ngay lập tức quan sát các cảm giác duy trì sự bình tĩnh bình tâm chấp nhận trước mọi chuyện không phản ứng tiêu cực tham sân vân vân cần làm gì để tu học đúng một Niềm tin giác ngộ vững chắc, thái độ tu học đúng đắn với trí tuệ sáng suốt. Có niềm tin vững chắc vào tam bảo, vào pháp tu giới định tuệ và vào chính mình. Nghiêm túc, nỗ lực, kiên trì, cẩn trọng, cởi mở, khiêm hạ, vân vân Không dính mắt, độc tôn hay thần tượng bất cứ vị thầy nào, pháp tu nào, và không chỉ trích các vị thầy, hay pháp tu khác dám chấp nhận thất bại và suy xét lại quá trình tu tập của bản thân để tự học hỏi 2. phun bồi pháp học chuẩn xác hành giả không ngừng học hỏi phật pháp để xây dựng và phun bồi văn tuệ tư tuệ nắm vững giáo lý căn bản cuộc đời đức phật luật nhân quả tứ diệu đế bác chánh đạo 37 phẩm trợ đạo, thập nhị nhân duyên, vân vân Nắm vững pháp hành thiền định, thiên tuệ và tiến trình tu tập của chúng. Tìm học các sách, bài giảng của các vị thầy uy tín trong và ngoài nước. Nghiên cứu, đối chiếu kinh điển, sách hay bài giảng có nguồn gốc đáng tin cậy của các vị thầy uy tín. Trực tiếp tham vấn các vị thầy cũng như thảo luận cùng thiện hữu tri thức. Tổng hợp, thẩm định, phân tích, chắc lọc kiến thức để có chánh kiến, chánh tư duy ban đầu với tinh thần lạc quan, tích cực. Không vội bác cũng chẳng vội tin. 3. Thực tập pháp hành miên mật Chọn môi trường tu tập thuận lợi để đảm bảo sức khỏe mà hành trì giới, định, tuệ giữ gìn giới đức trong sạch chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thu thúc lục căng và các giới bổn căn bản của hành giả tu học với các vị thầy uy tín uyên thâm về pháp học lỗi lạc về pháp hành thiền định thiền tuệ và tham dự các khóa thiền trong ngoài nước do các thiền sư uy tín hướng dẫn rồi chọn lựa vị thầy và pháp tu phù hợp nhất với mình mà hành trì kiên định. Hành thiền thường xuyên, liên tục kết hợp thiền ngồi, thiền đi và thiền trong sinh hoạt. Luôn dò xét thân tâm mình để hiểu biết mình, để ý tâm tham vọng, ngã mạn, tà kiến, vân vân mà điều chỉnh hợp lý. Trình pháp với các vị thầy chuyên về pháp thiền mình đang tu và đúc kết tiếp tục tu tập luôn bình tâm chấp nhận trước mọi chuyện đến với mình mà ứng xử hợp lý. 4. Thành tựu Pháp Thành Nhờ có Pháp học, văn tuệ, tư tuệ, hành giả tu tập Pháp hành, giới, định, tuệ, mà thực chứng Pháp Thành, đạo và quả, thành tựu tu tuệ, tuệ giác, mà phá bỏ vô minh, diệt trừ tham ái, chấm dứt sinh tử an hưởng hạnh phúc nội tâm tối thượng niết bàn